mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu vòng 3 giải Ngoại hạng Anh giữa Norwich với Leicester vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Phải nhận thất bại khá nặng nề trước West Ham ở vòng đấu trước, Leicester City sẽ có cơ hội lấy lại cảm giác chiến thắng khi mà ở vòng 3, họ sẽ tới làm khách trên sân của đối thủ yếu hơn là Norwich City. Đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers đang thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây, khi mà các cầu thủ Leicester City đã giành được 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa sau 5 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất, bầy cáo đã phải nhận một thất bại trước đối thủ West Ham tại Premier League. Phải thi đấu trên sân khách trong cuộc chạm trán với đối thủ Norwich City, các cầu thủ Leicester vẫn cho thấy sự tự tin, mặc dù bầy cáo đang thi đấu khá tệ trên sân khách, minh chứng là đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers đã không thắng trong 5 chuyến làm khách gần nhất, trong đó có tới 4 thất bại cùng 1 trận hòa. Trong khi đó, đối thủ của Leicester là Norwich City đang thể hiện một phong độ thi đấu khá thất vọng trong thời gian gần đây, mặc dù đoàn quân của huấn luyện viên Daniel Farke cũng đã giành được 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, tuy nhiên, chim hoàng yến đã phải nhận thất bại trong 3 trận đấu liên tiếp gần đây. Được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu này, đây sẽ là một lợi thế đối với thầy trò huấn luyện viên Daniel Farke, khi mà Norwich City đang chơi khá ấn tượng trên sân nhà, minh chứng là chim hoàng yến đã giành được 4 chiến thắng trong 5 trận sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, trong trận đấu gần nhất trên sân nhà, các học trò của huấn luyện viên Daniel Farke đã phải nhận một thất bại trước đối thủ Liverpool. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á chọn cửa Leicester. Trận gần nhất, Norwich được Man City chấp 2.5 bàn thua kèo. Trận gần nhất, Leicester với West Ham đồng banh thua kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu chọn xỉu. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Leicester thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Leicester thắng 2-0 trong 90 phút thi đấu.